Xin chào tất cả mọi người, mình là Tâm, nhân viên tư vấn của Volkswagen. Ngay bây giờ Tâm sẽ giới thiệu đến mọi người một dòng xe còn khá là mới mẻ tại thị trường Việt Nam nhưng hiện tại đang rất hot. Đó là chiếc Volkswagen Telemann, một mẫu SUV 2022 đến từ Đức với giá niêm yết là 2,349 tỷ đồng. Vâng, đầu tiên chúng ta có thể thấy đây là một chiếc xe được thiết kế rất châu Âu, mạnh mẽ và khỏe khoắn với chiều dài hơn 5m, chiều rộng gần 2m và chiều cao hơn 1m7. Phần đầu xe thì được thiết kế với hệ thống đèn pha tự động EQLight có chế độ bật phá sương giúp chúng ta có thể lái xe trong cái tình trạng thời tiết xấu, ví dụ như là mưa bão hoặc là sương mù. Đèn nhận diện ban ngày hình chữ L. Lưới tản nhiệt mã chrome tăng phần nhận diện thương hiệu Volkswagen. Xe được sử dụng động cơ TSI 2.0 turbo tăng áp. Hệ dẫn động 4 bánh biến thiên toàn thời gian 4Motion. Phần thân xe thì được thiết kế sang trọng cùng với các đường vân dập nổi, tạo cảm giác mạnh mẽ thanh lịch nhưng mà không có rườm rà cho xe. Phần kính tối màu thì giúp cho các hành khách ngồi phía sau xe có được sự thoải mái và riêng tư. Đặc biệt, phần 4 nắm cửa tay đều được trang bị cảm biến mở khóa. Mâm xe lớn 20 inch tương thích với SUV cỡ lớn, có bu lông chống trộm. Đèn hậu được thiết kế dạng 3D hình van xương cá. Cảm biến chống va chạm được lắp đặt xung quanh xe. Dòng chữ Telemann nhận diện thương hiệu. Cốp chỉnh điện có chức năng điều chỉnh được độ cao và có chức năng chống kẹt. Hàng ghế thứ ba có thể gập xuống để tăng độ rộng cho xe. Nếu các bạn muốn chở được nhiều đồ nặng và cồng kềnh hơn. Và phần ghế thứ hai có thể gập xuống để tăng thêm diện tích cho khoang xe. Phần ghế thứ hai thì khá là rộng rãi và thoải mái, có trang bị quạt gió điều hòa, cửa sổ trời nhìn toàn cảnh, bệ tì tay, nhiều chỗ để đồ và có cả lưới chống nắng. Thao tác đi vào hàng ghế thứ ba khá là đơn giản, chỉ cần một động tác, rất nhẹ nhàng. Lối đi vào thì dễ dàng. Hàng ghế thứ ba thì khá là rộng rãi và thoải mái, có trang bị nhiều chỗ để đồ và quạt gió điều hòa. Ghế lái chỉnh điện có chức năng nhớ vị trí. Vô lăng cầm vừa tay tạo cảm giác lái thể thao. Màn hình thông số kỹ thuật 12.3 inch. Màn hình trung tâm giải trí 8 inch. Bảng điều chỉnh hệ thống điều hòa. Nút đề nổi Start and Stop kế bên còn số. Thắng tay điện tử. Núm điều chỉnh 4 chế độ lái. Với giá lăn bánh trên 2 tỷ 6 thì với một chiếc SUV 7 chỗ có phải là sự lựa chọn thích hợp cho các quý ông yêu gia đình và thích sự trải nghiệm hay không? Xin mời bạn hãy đến với showroom Volkswagen số 51 Lê Hồng Phong, chi nhánh Nha Trang để được chúng tôi tư vấn chi tiết hơn nhé. Và xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe chia sẻ của Tâm. Xin chào và hẹn gặp lại!